các bạn đang xem trên tay tôi đó là bơm nước của dòng xe Mitsubishi Pajero V93 hay còn gọi là Pajero ngân hàng. Đây là bơm nước đó. Đấy thì các bạn thấy đây được làm bằng hợp kim, thép hợp kim và bơm nước. Đấy, cái bơm nước động cơ của dòng xe Mitsubishi Pajero hay Pajero V93, model V93 hay là nhiều anh em gọi là Pajero ngân hàng, bởi vì xe Mitsubishi Pajero model V93 này thì được rất nhiều ngân hàng nhập khẩu về và chuyên dùng để chở tiền, xe chuyên dụng để chở tiền, xe chạy để chở tiền. Dòng xe Mitsubishi Pajero V93 đấy, được thiết kế để chuyên phục vụ cho ngân hàng để chở tiền. Đây là xe bơm nước. Vậy thì trong quá trình mà chúng ta đây là bơm nước thì các bạn thấy là bơm nước của động cơ nó tác dụng là nó bơm nước, và trong khi mà chúng ta động cơ chúng ta hoạt động thì bao giờ nó sinh ra nhiệt năng, sinh ra cái nhiệt năng và làm nóng cái động cơ. Thì cái bơm nước có tác dụng nó bơm toàn nước để nó làm mát từ trong cái động nước vào trong lưu thông ở trong động cơ để nó làm mát động cơ. Làm mát động cơ xong rồi nó nước từ trong động cơ sẽ chuyển qua quét nước, và quét nước sẽ làm mát cái nước của dòng xe Mitsubishi Pajero này. Thì lúc đó nó bắt đầu lại quay trở lại cái nước từ két nước lại quay trở lại động cơ, để luôn luôn đấy nó có một cái chu trình tuần hoàn và xe chúng ta hoạt động ổn định một cách tốt nhất đó. Thì sau một thời gian trong quá trình lưu thông thì vì một lý do gì đó nó bị hỏng mất cái bơm nước này, xe nó bị hỏng mất cái bơm nước, thì lúc đó bắt buộc các bạn phải thay thế để xe chúng ta có thể vận hành và lưu thông tốt trên đường đó. Thì làm sao tìm một đơn vị chuyên cung cấp phụ tùng dòng xe Mitsubishi giá thành cạnh tranh, chất lượng hàng hóa đảm bảo đấy, thì các bạn vui lòng đến với Phụ Tùng An Việt. Phụ Tùng An Việt chuyên nhập khẩu và phân phối phụ tùng của dòng xe Mitsubishi tại thị trường Việt Nam đấy, từ Mira, Accia, Triton, Pajero Sport, Pajero Lancer, Granite, Zinger, Outlander, tất cả các dòng xe Mitsubishi đang lăn bánh tại thị trường Việt Nam thì chúng tôi đều có nhập khẩu phân phối. Như vậy là các bạn trong quá trình mà anh em gara, các bạn trong quá trình sửa chữa đấy, xe mà gặp dòng xe Mitsubishi, các bạn nhìn thấy logo vai viên kim cương rồi thôi, thì các bạn vui lòng đến với Phụ Tùng An Việt. Vậy thì câu hỏi là đến mua liên hệ với Phụ Tùng An Việt bằng cách nào, thì các bạn truy cập website phụtungmitsubishi.vn hoặc phụtunganviet.com. Thì đội ngũ kinh doanh của tôi sẽ tư vấn và báo giá cho các bạn một cách chi tiết về tất cả chủng loại, để làm sao các bạn có sự lựa chọn tốt nhất khi các bạn mua hàng, làm sao chúng ta có xe vận hành tốt, lưu thông tốt, chạy tốt mà giá thành cực kỳ cạnh tranh. Thì khi mà các bạn truy cập website thì có số điện thoại của tất cả anh em kinh doanh của Phụ Tùng An Việt, thì đội ngũ kinh doanh của tôi sẽ tư vấn và báo giá cho các bạn một cách chi tiết để các bạn có sự lựa chọn tốt nhất khi các bạn thay thế phụ tùng. Đấy, thì rất mong anh em sẽ liên hệ và ủng hộ Phụ Tùng An Việt.